Không có cửa hit nên là cứ phải mạnh mẽ anh em ạ. Hyundai Santa Fe 2022 thời điểm cuối tháng 12 này đúng là chưa bao giờ mình thấy giảm nhiều thế. Nhìn sơ sơ hôm qua mình nhìn sơ sơ chính sách bán hàng của hãng thì chắc giảm khoảng 35 triệu hay 30 triệu đấy cho mỗi phiên bản. Còn riêng đối với cái màu này nhá anh em ạ, không hiểu tại sao đỏ này, vàng này, xanh này là còn rẻ hơn tất cả những cái màu khác. Rẻ là trên phương diện đại lý khuyến mại thêm thôi. Lúc nãy thì mình vừa có trao đổi với bạn sale, đấy là với Santa Fe cụ thể là phiên bản đây là máy máy xăng cao cấp premium nhá, là 1.275.000 là giá niêm yết này, giảm cho anh em 35 triệu là còn 1.240 này, trong giảm tiếp 12 triệu nếu mà anh em lấy một trong ba màu là màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Màu đỏ màu vàng này các bác nào mệnh thổ thì mệnh thổ mệnh hỏa là quá phù hợp luôn rồi. Đấy, xanh thiên thanh thì chúng ta xanh Kansai, các bác mệnh thủy nên là nhìn chung ấy, ngoại trừ đen với trắng, còn lại mấy cái màu kia anh em đều có thể mua giá rẻ nhá. Nên là khi chúng ta đàm phán ấy thì lựa lựa để chúng ta có được một cái giá thành tốt nhất. Đây, còn trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ đơn giản về cái vấn đề là có thể có những dòng xe, có những hãng xe ấy, là màu sắc nó sẽ hơi khác một chút khi mà chúng ta quyết định mua về cái mức giá. Trong thời điểm cuối tháng 12 này thì Santa Fe ngoại trừ cái việc mà vừa khuyến mại như vừa trao đổi anh em ấy, 35 cộng với 12 khoảng 47 triệu à. Anh em còn được tặng thêm một cái tivi 43 inch nữa nhá. Tivi hơi bé. Kể ra tặng tivi khoảng 75 inch mà cho anh em xem World Cup thì đúng là quá tuyệt vời nhỉ. Đẩy sớm lên một tháng, sau đấy thì bớt cái số tiền khuyến mại đi, tặng cái tivi to lên thì có phải là mọi thứ nó kinh khủng không? Tặng một cái tivi 75 inch, anh em biết tivi 75 inch không? Nó dài khoảng tầm 1m4 này, nhìn nó mới đã. Tivi 43 inch bây giờ thì chắc có lẽ về chỉ treo phòng ngủ thôi, hoặc là làm cái tivi xem cam thôi, hơi phí nhỉ. Đây. Mình lại tóm tắt lại một lần nữa về cái dòng xe Santa Fe 4 phiên bản, 2 phiên bản máy xăng, 2 phiên bản máy dầu. Cùng một tùy chọn về phiên bản, ví dụ như là xăng thường với lại dầu thường thì cứ mặc định dầu đắt hơn xăng 100 triệu. Con này là 1.275, máy xăng cao cấp thì cái con dầu cao cấp nó sẽ là 1.375 anh em nhá. Cũng tương đối dễ nhớ đấy. Đối với phiên bản này là phiên bản cao cấp Pre rồi thì có dẫn động hai cầu toàn thời gian này, có cửa nóc này, nói chung là đẹp lắm, chả có gì để chê. Còn vóc dáng này, mạ miếc các thứ nhìn thấy đẹp ấy, nhưng mà đi một thời gian anh em phải chăm sóc cẩn thận cái vùng mạ miếc này nhá, không là nó sẽ bị nhanh bị ố. Đèn toàn bộ là đèn led hết rồi, giải đèn led ban ngày chữ T, cảm biến góc trước, cảm biến trước, cam 360. Máy thì động cơ mới rồi, máy xăng sẽ là 2.5 smart trim thế hệ mới nhất, nên là mình nghĩ là về khả năng vận hành thiết kế đẹp các thứ chẳng có gì phải bàn đâu. Chỉ mỗi tội là thời điểm này nói thật sự là thị trường nó cũng yếu, dòng tiền trong dân cũng yếu, sức mua sắm nó yếu, thế nên là anh em mới mua được với mấy mức giá nó ok này thôi. Chứ còn ở thời điểm mà chiếc xe này ra mắt anh em nhá, là cộng đâu đó khoảng 100 triệu, mình nhớ như thế. Nếu mà từ thời điểm đó đến thời điểm này nó cách nhau khoảng tầm 6 tháng, anh em nào mua thì có lẽ là mình cũng phải chia buồn khi mà chúng ta gãy khoảng tầm 150 triệu. Đây là một cái số gọi là kinh khủng. Xe cũ anh em mình bây giờ còn chết ốm với những cái dòng ngoài này, mua cách đây mấy tháng bây giờ là thực sự là chỉ có xả ra. Đây, ở bên hông nhá, anh em có bộ la răng này, nhìn thì nó cứng cáp mạnh mẽ nhưng mà quan điểm cá nhân mình đấy, mình không thích lắm, mình nhìn bản tiêu chuẩn thích hơn. Cam 360 trên gương này, cảnh báo điểm mù, gương điện sấy đầy đủ hết. Đây, có cái giá nóc trang trí này, cửa thì vừa trao đổi đây, không có cửa hít, mà không hiểu sao bây giờ xe Hàn nó làm cửa nẻo chắc nịch nịch như xe châu Âu. Anh em lui chút ra phần cốp nhé. Đấy, đối với phiên bản cao cấp thì sẽ có thêm ký hiệu premium. Con nào là máy dầu thì có, mình nhớ là hình như đâu có nó có ký hiệu diesel nữa. Nó có chữ D đấy, thì nó có chữ D ở đây. Còn hatchback này là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cốp thì chắc chắn là cốp điện. Cảm biến góc trước, à cảm biến sau, cảm biến góc đầy đủ hết. Kích lốp dự phòng như nào. Ghế này là gập phẳng hết xuống rồi anh em nhá. Đấy, cái điểm thích nhất của những cái mẫu xe của xe Hàn nói chung, Hyundai nói riêng, đấy là nó gập phẳng hết. Gập phẳng như thế này thì anh em sẽ có cái công năng sử dụng được giống như một chiếc túc sơn. Đấy, cốp nó sẽ rộng như thế này. Còn ở đây nhá, anh em nhìn này. Đây đây này, ra đây giúp mình nhìn này. Đây là toàn bộ những cái nút gập ghế này, rồi cổng cắm 12V này, cổng USB này, cửa gió điều hòa tất cả các vị trí này. Dàn lạnh ở phía sau, anh em hoàn toàn tự động điều chỉnh được cái mức độ quạt gió nhá. Đấy, như thế này thôi. Hơn tỷ. Nhưng mà làm gì có gì để chê ở những cái mẫu xe như này. Bây giờ nếu mà nói nhá, ở trong cái phân khúc 5 cộng 2 chỗ mà crossover chứ không phải là SUV đâu, San này không phải SUV bởi vì không gầm liền, thì có Santa Fe với Sorento bá cháy, không có đối thủ. Rồi mời anh em chúng ta vào trong khoang nội thất một chút đi. Đây là hàng ghế thứ hai anh em ạ. Trời, nghe tiếng đóng cửa này.
cho anh em nghe lại. Chua, thua gì xe Đức đâu. Đấy, ghế này là ra cái. Tất cả các phiên bản thì đều sử dụng là cái ghế màu nâu hết như thế này, không còn cái màu đen như ngày xưa đâu anh em nhé. Cửa sổ trời, tí nữa mình sẽ mở ra tất cả khu vực này, táp lô với các thứ này, bọc da rất là cẩn thận. Có cả rèm che nắng này. Một trong những cái trang bị bé nhưng mà cực kỳ tuyệt vời trong mùa hè anh em thấy không? Nếu mà nắng như này, bây giờ là cuối tháng 12 dương nó nắng như này, nhưng mà xong một phát là ngồi bên trong cảm giác cực kỳ mát mẻ yên tĩnh luôn. Điều hòa đa vùng, cổng sạc cho tất cả các vị trí, chung là có gì đâu để chê. Ok, anh em chúng ta lên khoang cabin nhé. Đây là cái chỗ để cần xem nhất. À, ghế nó tự di chuyển anh em ạ. Ra vào xe thông minh, nhớ hai vị trí. Úi trời, nghe tiếng đóng cửa là quá phê. Xe còn mới tinh, tôi lấy từ hãng nên là nó có rất nhiều giấy bóng, túi bóng. Sạc điện thoại, sạc không dây nhá anh em, thả nhẹ vào đây này. Vừa làm sạc không dây cho điện thoại, đồng thời là sạc được cho cả cái thẻ từ ấy. Anh em mua cái bản cao cấp này mình nhớ là có thêm một cái thẻ từ, nó hoạt động giống như cái chìa khóa. Bỏ nó vào trong ví thế là xong, không cần phải để ý nữa, tự nhiên thành ba cái chìa khóa trên xe. Mở xe này rồi là tự nhiên lại không nhớ chỉnh điều hòa ở đâu. Rồi, anh em nhìn này. Panorama. Đấy, cả một bầu trời mộng mơ ngay trên đầu chúng ta luôn. Mùa hè thì tuyệt vời luôn, lúc nào ngẩng mặt lên cũng nhìn thấy mặt trời. Đi dán phim cũng tuyệt vời luôn, bởi vì tự nhiên bị đắt thêm hai, bị tính thêm làm hai miếng nữa, chứ không phải đơn thuần là một mặt trước trong xung quanh lại thêm phát trên này nữa, nhớ cộng thêm tiền anh em nhé. Rồi đây là cái cảm quan không gian xung quanh anh em ạ. Chỗ này tất cả đều bằng da mềm mịn. Đấy, thiết kế này, hai cái màn hình to đùng, con này là màn hình giải trí, có Apple CarPlay, Android Auto, đầy đủ hết, tiếng Việt. Khí hậu khí ui, chỉnh điều hòa từ đây hết này. Hay đấy nhỉ. Rồi con này nó có hệ thống dẫn đường rất là hay. Hyundai nói chung họ có cái hệ thống dẫn đường là tuyệt vời luôn. Có cảnh báo tốc độ rồi cung đường cho phép các thứ đầy đủ. Bên này thì có một thêm cái màn hình khác là cái màn hình phía sau vô lăng. Xi nhan cái là cam 360 hiện đây luôn anh em ạ. Đấy, nó hiện luôn. Cái xi nhan bên nào nó hiện luôn bên đấy. Đó. Còn cái cam ở chỗ này thì sâu hơn. Nó nét thế. Cam thế này mới là cam. Ui dồi, khác gì cam của Mac đâu. Rồi, dưới này anh em nhìn thì nó nhiều nút này thôi, nhưng mà nó chia làm ba cái khu vực rất là rõ ràng đấy. Cái này là để điều chỉnh những cái kênh chọn bài giải trí, cái này là toàn bộ hệ thống điều hòa, cái này liên quan đến toàn bộ hệ thống vận hành. Chỗ này thì là sửa sấy ghế các thứ, đúng không? Vận hành thì anh em nhìn thấy này, cần số nó dạng nút bấm. Cái này nó có lựa chọn các chế độ lái. Nó có bốn chế độ lái, Comfort, Eco, Sport và Smart. Cứ đổi cái chế độ lái thì cái màn hình nó xoay màu khác hay kìa. Nhìn cho nó sướng mắt thôi. Cảm biến chân ga thì nó thay đổi hoàn toàn. Có auto hold này, có sấy này, cam 360, tắt bật cảm biến, rồi là hỗ trợ độ đèo. Nói chung là mình nghĩ để nói về chê Santa Fe thời điểm này thì chê làm sao được. Chỉ trách là không đủ tiền mua xe thôi, chứ còn ai chạy thích. Tôi nói thật, tôi cực kỳ thích San luôn, và đặc biệt là San dầu. Đấy. Bây giờ đang không có tiền nên là đang phải đi City cỏ. Khi nào có tiền chắc chắn chiếc xe tiếp theo tôi mua phải là Santa Fe máy dầu anh em ạ. Hôm nào tôi mua được Santa Fe máy dầu tôi sẽ phá búng bét ra cho anh em xem, mở lung tung tóe ra, mở hết tất cả táp lôi thì cái thứ cho anh em xem bên trong hoàn thiện như nào nhá. Chắc là lên đường chúng ta chạy thử với nhau một đoạn đi, xem Santa Fe cầm lái nó như nào nhá. Anh em nhìn quả cam lùi với cam 360 này. Nguyên cái xe rác đằng sau nó rõ như này luôn. Thôi đùa đấy. Ôi, vẫn còn xa lắm. Lùi đến khi nào mà nghe tiếng bục một phát thì anh em tiến lên nhá. Rồi, cần số nút bấm này. Ôi chà 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 chà. Tôi vẫn hiển thị cả cam trước đây hả? Ui nhìn nét đấy. Hay bây giờ thử thách cái che mặt đi nhìn cái cam ở lái nhá. Nhảy được không? Có phải phía trước có cái hàng rào sắt đông em này? Thôi đánh lái đi anh ơi. Ô sực kê. Máy xăng 2.5, anh em đạp thì rất là thoáng ga. Nó phù hợp với một cái vóc dáng to này thôi, nhưng mà chung là ăn uống nó không tiết kiệm lắm đâu, nên là anh em nào mà muốn xe nó tiết kiệm xăng thì chắc là mình quay sang mình mua cái Suzuki Celerio nhá, cho nó tiết kiệm. Số tiền để bỏ ra để mua một chiếc Santa Fe này chắc anh em mua là khoảng tầm 4 chiếc Celerio, mỗi chiếc màu, mỗi ngày anh em đi một màu cũng hay mà. Đây, một chiếc xe gầm cao, có thể coi là gầm cao đi. Nó thoáng, nhìn cái không gian này, nó thoáng, nó mênh mông, đúng là mình làm chủ mọi thứ.
tâm hồn thì lại lúc nào lại cũng đang lơ lửng ở trên trời nữa cơ. Xong rồi loa bâu rồi màn hình, đúng là chạy một chiếc xe tiền tỷ nó lại còn là xe mới nữa, nó khác bọt thật anh em ạ. Nó khác hẳn chiếc Morning tôi đang đi, không hiểu tại sao lái sướng hơn hẳn luôn. Máy xăng nhá anh em, đây là máy xăng. Máy dầu thì nó sẽ hơi ồn hơn một tí, nó có những cái đặc trưng của dòng máy dầu, có những cái tiếng nó nén nổ nó ù ù. Sợ thế, sợ mấy chú bảo vệ này hết. Rồi, thực ra nếu mà để trải nghiệm một chiếc Santa Fe ấy, thì chắc là phải mời anh em chúng ta đến hãng xong rồi lái thử đây. Mà có dịp thì anh em nên tham dự những cái cuộc lái thử mà hãng người ta tổ chức quy mô một chút, ví dụ như ở trung tâm quốc gia Mỹ Đình ấy. Lúc đó thì anh em mới có những cái bài nó trải nghiệm thực tế nhất. Nhưng còn nói luôn tôi chạy loanh quanh này thì với mục đích chính là tôi ngồi ngó nghiêng thử xem như nào thôi. Cả ca cái khác không anh em? Đấy. Thôi nhá, anh em nào muốn lái thử thực tế thì mời anh em ghé qua Hyundai Lê Văn Lương đây, nếu mà anh em ở Hà Nội. Còn anh em ở Sài Gòn thì liên hệ với số hotline tôi đính kèm trên video nhá. Xong anh em chạy qua đó lái thử, cảm nhận thực tế thì xem như thế nào. Ôi cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.